Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em là người sinh ra ở Nghệ An thì cũng là một miền quê, thì em từ nhỏ cũng đã quen với đồng ruộng nên là cái công việc nặng nhọc hay gì em cũng đã trải qua thì rồi em ra thành phố thì hầu như những cái môi trường thay đổi thì lúc mà em mới bước ra thì còn bỡ ngỡ, nhưng mà hiện tại tự lập gần 10 năm rồi thì em thấy việc gì em cũng có thể làm được. Đó là kiên trì ha. Dạ, vâng. Nhẫn nại ha. Dạ. Cái điểm yếu thì đôi khi có những cái mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình và xã hội thì đôi khi cũng vì tính chất công việc á, đôi khi cũng có một số mâu thuẫn nhỏ thôi hoặc là va chạm gì đó, thì em thấy đang tình bạn hay gì đó đẹp mà vì một cái lý do nho nhỏ thì hai bên không hiểu ý nhau, nhưng mà nên là bản thân em thì đôi khi như vậy thì em cũng rất là hạn chế những cái mối quan hệ hạn chế lại. Tức là điểm yếu của em là hay gây mâu thuẫn hay là có mâu thuẫn xung quanh? Không, đôi khi có, nên là em cảm thấy cái vấn đề đó là đôi khi bản thân em sửa đổi thì để cho tốt hơn. Bây giờ nghe có rối não không? Dạ, cũng hơi hơi ạ. Bạn kia là đến từ Nghệ An, còn mình là quê gốc mình ở đâu? Dạ, con quê gốc ở Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa, à. Vậy là hai bạn cũng gần nhau đúng không? Dạ, sát bên nhau y như là Thủ Đức với Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hằng nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con đấy là con dễ thích nghi môi trường sống, cũng chăm chỉ, thật thà, biết nấu ăn một chút ạ. Dạ. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu của con là cá tính của con hơi mạnh mẽ một xíu. Với lại bên cạnh đó thì chưa có mối tình nào cả, nên đấy là một khuyết điểm khá là lớn. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ chưa. Sáng đây mình nói luôn về cái cuộc đời sự nghiệp tình yêu của mình đi. Lý do tại sao mà mình chưa có mối tình nào? Lý do đấy là do ngày trước con đi học, thì học đại học thì con chỉ chăm lo đi học thôi. Đến khi ra trường thì con phụ giúp ba mẹ chăm cho các em đi học á, nên là con chưa có bạn trai nào. Không có luôn? Dạ không có. Có đơn phương người nào chưa? Dạ không có đơn phương luôn. Không đơn phương luôn? Dạ. Vậy em thích trai hay gái? Rồi, dạ, thưa chú Nguyên Linh là có test qua thì thích con trai, không phải thích con gái ạ. Test rồi hả? Dạ. Không phải hỏi gì thế, bây giờ nó cũng khó hiểu lắm. Rồi nhà mình là có mấy anh chị em? Dạ, nhà con có bốn chị em. Em của con thì hiện tại đang là sinh viên năm 3 của đại học ở trong này. Cũng chưa đứa nào có người yêu luôn? Có chị gái, con thì lấy chồng rồi, còn con là thứ hai. Trời ơi, rồi bây giờ bắt đầu con... Bây giờ con mới sống cho con đó. Nó xinh xắn như thế này mà nó chưa từng có người yêu. Không yêu thầm luôn. Có bao giờ con nắm tay một người con trai nào chưa? Nắm tay kiểu bạn bè thì ở công ty thì có mấy đứa em ấy. Nắm tay mấy đứa đó là chi? Tại vì nó hay trêu, hay chơi đùa với nhau, nó trêu ấy ạ. Có bao giờ con nằm mơ thấy con nắm tay người đàn ông nào không? Chắc là chưa có cô chú ơi. Chưa có yêu thầm ai mà nằm mơ chi? Coi phim con thấy người ta hôn nhau có cảm giác gì không? Ở phim thì nó khác, ở phim thì mình xem cảm xúc nó khác chứ. Còn dạ. Ở phim có khi nào con nghĩ là trời ơi, giá mà mình được gặp người ấy ở ngoài đời không? Ngày trước sinh viên thì con mộng mơ như thế, nhưng bây giờ sống kiểu khi ra trường thực tế nó đè con nên con sẽ không có nghĩ như thế nữa rồi ạ. Bỏ luôn suy nghĩ đó luôn. Dạ. Tôi nói ông nghe nè, thực ra mà nói á, cái người mà giàu kinh nghiệm như ông ấy, khi ông nhìn một người phụ nữ á, là ông sẽ có cái cảm nhận liền người đó người ta thích đàn ông hay là thích đàn bà. Giống như bây giờ tôi nhìn bạn này nè. Dạ, chào em, chào cưng. Chị ạ. Ừ. Dạ. Test thử nha. Dạ, vâng. Giờ làm sao nè, mình thích đàn ông hay thích đàn bà nè? Dạ vâng, em thì thích đàn bà. Nhưng mà riêng những cái anh em mà làm cùng hay gì đó thì nhiều anh em rất là cái cách làm việc và những cái tính cách đàn ông. Nói chung đàn ông cũng nhiều sở thích để chơi với nhau lắm, thì ăn nhậu hay là đá bóng, thể thao đó, thì những cái đó cũng rất vui ạ. Và càng nhiều anh em thì cũng rất là vui, và đến khi công việc mình có cái công việc gì đó thì anh em chia sẻ thì là mình cảm giác là nó vui hơn. Đúng rồi, vui. Đúng. Khi nào có phụ nữ thì thích phụ nữ, mà khi nào có đàn ông thích đàn ông thôi. Tôi đang hỏi. Em có mấy mối tình rồi? Em chỉ có một thôi ạ. Cái thời em học phổ thông ạ. Nhưng mà cái tại vì tuổi học trò mà thì nó dại khờ quá, và hai nữa là cũng không có điều kiện. Rồi em thì lớn hơn bạn nó 2 tuổi rồi, em ra cuộc sống rồi đi học trước, cũng không có quan tâm, và sau đó thì mấy chia năm? Tay. Mình thì cũng chỉ được khoảng năm 2009 thì được khoảng 2011 2 năm. 2 năm. Dạ. Mà mình cứ phân phớt vậy thôi đúng không? Có cái gì sâu đậm chưa? Dạ cũng bình thường, tình yêu trong sáng thôi. Nói trong chung sáng là đó, đúng rồi. Tuổi học trò mà đúng thôi, không? Nhưng mà cũng chưa từng có nụ hôn đầu tiên với phụ nữ đúng không? Dạ thì đúng ạ. Đúng nghi lắm là... à.
Tôi về đâu qua là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ nè, dạ, giờ tới anh phỏng vấn em nè. Dạ. Thích phụ nữ không? Dạ có thích. Thiệt không? Thiệt ạ. Thấy con nào chưa? Thì mến, nhưng mà do công việc với hai nữa nên... Thấy chưa, đổ thừa do công việc. Em có bao giờ nằm mơ thấy có người yêu mình xuất hiện trước mặt mình chưa? Dạ có. Em tưởng tượng người phụ nữ thế nào? Làm sao người phụ nữ có cá tính một xíu thì nói chung là người Việt Nam mình thì cũng có cái nét dịu dàng. Ở cơ quan là em chơi với đàn ông nhiều hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Cuộc phỏng vấn của tôi hai bên đã hết. Đã hết phải không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi phỏng vấn tới người đi cùng nè. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai anh trai của em, một chị họ. Đây hai anh trai. Anh trai anh ruột hay là anh gì? Dạ anh ruột luôn ạ. À anh ruột. Đây. Được, tưởng nó anh mưa chứ. Bây giờ anh ruột nói một câu gì thật là công bằng cho em của mình đi, chứ để ông mối ông hỏi quá thằng nhỏ rối luôn á. Hôm nay thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em xin được chào anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân hát rất là hay cái bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Em mê cái bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Dạ thì em xin khẳng định lại một cái về Quân chứ thì Quân thì thích con gái. Nói chung là chúng ta gặp nhau ở đây là cái duyên. Mình thấy thì bạn nữ cũng vui tính, cũng nữa thì mình cảm giác là ok thì ok cũng, đúng không? Ừ. Dạ thì cũng mong em sẽ cho Quân một cái cơ hội để em và Quân tìm hiểu sâu hơn á. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai? Hôm nay em đến đây cùng với sếp và các đồng nghiệp của con ạ. À sếp, dạ. À sếp ha. Sếp nói đi sếp. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì chị thấy á Hằng là bạn nam bên đây á, qua cái cách nói chuyện của bạn á, chị thấy bạn cũng chững chạc. Cái cuộc sống như bạn nói á, là bạn đã có thể làm được mọi thứ. Thì cái đó ở cái ưu đó cũng là ưu điểm của đàn ông, là họ không có nề hà những cái chuyện vụn vặt. Thì chị nghĩ rằng có thể sẽ bảo vệ được mình, lo được cho mình. Thì chị cũng nghĩ là hai em Hằng Quân thì cũng nên dành cho nhau cái thời gian để mà tìm hiểu với nhau được nhiều hơn, kỹ hơn. Rồi, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp ạ. Bây giờ bắt đầu mở rào đi. Mở rào. Vâng, chào em. Vâng, em chào anh. Em không có phần quà tặng anh. Vâng, anh xin, anh cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhé. Anh lụm heo lên đi anh ơi, anh để heo nó rớt quá vậy. Trời. Phụ nữ tặng xương rồng, thằng ông tặng heo. Đó, để ngược con heo nữa rồi kìa, đó. Ừ. Đừng nắm đôi tay nó đau, tội nghiệp nó. Thì đầu tiên anh có một nắng hoa ha, anh dạ. Tặng em. Chính nói chung không biết em có thích màu hồng hay không, nhưng mà riêng anh thấy màu hồng thì rất là nữ tính. Thích màu hồng. Thích màu hồng và tượng trưng cho cái nét đẹp của người phụ nữ. Quân có thích màu hồng không? Quân có nói lò quá, nói Quân không biết em có thích màu hồng. Em thì thật sự em thích màu xanh. Chị tin em, chị cũng thích màu xanh. Dạ, mà đó. Trong khi ông Quyền Linh cũng thích màu hồng với màu tím. Nãy Quân nói em giật mình á. Dạ. Còn nữa kìa, biết em có thích màu hồng không? Đây, cất đây rồi nhận con heo màu hồng đi. Còn đây thì có một cái khăn thì nói chung là hoàng luôn. Dạ, dạ. Ai hợp quá. Anh quàng cho em nha. Dạ. Bén tóc rồi, lên, cái chất tóc. chất liệu vải cũng hợp nè, màu sắc phối cũng hợp nè. Ừ. Buộc đừng có chặt quá, ta nín thở đó. Vậy đó, thả vậy được rồi, thả vậy được rồi. Thì kệ anh ta, tôi muốn làm gì kệ anh ta. Dạ, em cảm ơn. Cầm nắm tay đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau. Nắm tay cảm nhận giùm tôi cái. Anh xin phép được nắm tay em được không? Dạ rồi, em đồng ý. Cái lời đầu tiên thì nói chung là cũng thật sự là từ xưa đến giờ anh 30 rồi, thì hiện tại thì anh mới cảm thấy là sẵn sàng trong chuyện tình cảm và có ý nghĩ lập gia đình. Dạ. Quân thấy cảm nhận cái bàn tay thế nào Quân? Dạ. Do em cũng cứ lo công việc rồi cứ kinh doanh này kia thì cũng thật sự đây là lần nắm tay mà đầu tiên. Cũng đầu tiên luôn á, thì cảm giác nó rất là tuyệt vời, khó tả luôn á. Đó, vậy là điện đó ta có rồi. Cảm nhận cái bàn tay ảnh sao? Tại vì con thấy là tay anh lạnh hơn tay con, nên con chắc con thấy anh run hơn con. Rồi bắt đầu đàn hát tặng hoàng nữ một bài nè. Em có về
xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Dạ. Đàn với người nó không vô. À vâng, nên em cũng mới tập thôi. Hát không dạ, đi vâng. Đàn là đếm tức vào vĩ bản đi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh, đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghề, chẳng hám kẻ giàu sang. Em thương em có về xứ nghề với anh không? Em thương theo anh về xứ nghề cùng anh. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, xin mời bạn gái. Người đã xa ta rồi, người bước đi qua vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối. Người để lại những nụ cười hờ hững, bỏ lại một người ở sau lưng. Rồi. Dạ, hai đứa nó giống nhau hết. Đầu tiên là chú thấy hai đứa hợp về giọng hát rồi đó. Dạ. Tông một đằng mà hát một đẻo vậy đó. Ừ. Nãy mà để cái đàn cho nó là ba giọng luôn á. Thôi vậy cũng vui cửa vui nhà. Không sao cả. Rồi bây giờ mình nói chuyện nhau đi nào. Hẹn hò thì em thích ở đâu ta? Thì đi đâu cũng được, thì nếu mà em chịu thì anh sẽ đưa em đi. Thực ra thì em chỉ muốn đi lượn quanh Sài Gòn để hít thở không khí thôi. Em cho anh cơ hội thì thật sự bất kể lúc nào, dù có đang bận công việc thì anh cũng sẽ xin xếp thôi. Nói cái này, chuyện này rất quan trọng nên là em không thể lỡ mái được, nên là anh sẽ bất kể lúc nào em cần thì cứ alo anh, thì anh sẽ khu vực nào thì nói chung nếu mà mình đã có cái động lực á thì ở đâu mình thì như là yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo qua, thì dù có nửa đêm hay bao giờ anh cũng sẽ đến bên em. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Con cảm giác anh Quân là một người khá là chững chạc, còn không biết là cái phần về chăm sóc nhà cửa gia đình thì anh không biết sau này nếu mà thành đôi thì anh có hỗ trợ được em không ạ? Đã là gái Bắc á, thì tề gia nội trợ là sẽ có, nhưng mà vấn đề là em cũng muốn là người đàn ông của em phải phụ giúp em những vấn đề như thế về chăm sóc con cái hoặc dọn dẹp nhà cửa. Chuyện bếp núc và chuyện con cái thì thực tế anh cũng đã trải qua rồi. Anh tự lập 10 năm thì thật sự những cái đó anh cũng phải tự lo hết. Và anh bếp núc con cái em trải qua rồi. Không, ý là chỉ có vấn đề nếp dọn nhà cửa mà em học mỹ thuật nữa thì em chỉ cần nhìn qua cái là em làm một lượt là sạch. Trời ơi, nói cực kỳ sạch luôn. Còn về con cái thì hồi xưa anh học ở Nha Trang thì chị gái ruột anh á là lúc đó anh rể thì đi làm hải quân ở Cam Ranh, thì chị có em bé nhỏ gì anh cũng đã trải qua rồi. Rồi từ khi chị bắt đầu có bầu gì anh cũng có thể nấu cháo hay gì đó cũng. Rồi chị cứ dặn nói mày sao còn mà có vợ thì vợ mày được nhờ, tại mày cũng để đã chăm tao rồi. Chị có bầu luôn á. Thì được rồi, bây giờ là vô vấn đề, không còn thời gian nữa. Bây giờ là em cảm nhận cô gái này như thế nào? Anh cảm nhận em thì cũng như người con gái anh mơ ước, hiền và rất là nữ tính và rất là xinh xắn và dáng cao đẹp và rất nói chung tính, anh đúng không? Anh cũng không biết cả nhưng mà nói chung là rất thật lòng và anh thích, anh thương. Cảm ơn anh ạ. Rất đàn ông. Dự định của con là sẽ trong 2 năm tới sẽ kết hôn, nếu mà tìm được người và đi cùng mình tới suốt cuộc đời này. Rất phụ nữ. Dạ. Con có mùi coi như ý định tìm chồng rồi đúng không? Dạ. Yeah, được rồi đó. Nãy giờ thấy là mới câu này là thấy ổn định rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng đang lo đó. Để tay vào nút bấm. Bạn gái rất là xinh đẹp nha. Ta bấm luôn rồi. Được nha. Bấm luôn. Con gái chỉ cần khen xinh đẹp thôi. Ê, biết tôi khen xinh đẹp ngay từ đầu. Ủa không có gì ở đây chứ nhỉ? Đây cái chiếc khăn gió ấm nè, khăn gió ấm nè. Con này để cho tôi chút có đựng đồ. Dạ, còn một bao thơ đâu ạ. Nhưng mà cái cảm xúc thật lắm, nhưng mà em viết thì lúc tối em có sức dầu thơm á, nó bị nhòe chữ nên em cũng không thật. Đọc liền, mở ra đọc liền. Ngày mai là ngày ghi hình, cảm giác của anh là hồi hộp, thầm mong và hy vọng. Ngày mai khi gặp nhau, anh mong muốn cho
em cho anh một cơ hội để anh tìm hiểu và phát triển mối quan hệ tình cảm của anh em mình. Kết quả viên mãn là anh em được ở bên nhau. Anh cảm ơn em rất nhiều. Hay quá. Bỏ vô đây để làm kỷ niệm. Hay quá. Nào, cái hôm đầu tiên nào. Vậy anh xin phép em nhé. Nắm tay. Được rồi. Đó. Hùng xuyên má luôn đi. Biết xuyên đêm, hùng xuyên má.